Kính thưa quý vị, đầu năm 1974, chính xác là ngày 19 tháng 1 năm 1974, trận đánh thần thánh của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã là một bằng chứng minh định cho mọi người biết Hoàng Sa là của Việt Nam. Ra đi đất nước còn nguy khổ, núi đảo mờ xa nàng núi sông, vòng hoa tưởng nhớ nương theo sóng, vong hồn tử sĩ vẫn còn đây. Máu các anh chiến sĩ hải quân và thân thể của các anh đã nằm lại trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa. Vậy đó mà bọn Trung Cộng lại rêu ra Hoàng Sa không phải là của Việt Nam. Do đó mọi người chúng ta phải lên tiếng cho toàn thế giới biết Hoàng Sa là của Việt Nam. Chính trong tinh thần đó, nhạc sĩ Anh Bằng đã sáng tác nhạc phẩm Phải Lên Tiếng, sẽ do ban hợp ca Anh Tư Thùy Nguyễn, những cô em xinh đẹp của thành phố Houston. Xin mời quý vị cùng nhìn, cùng ngắm các cô em xinh đẹp. Đây, ban hợp ca Anh Tư Thùy Nguyễn. Dạ, xin cảm ơn chị. Dạ, tứ ca Anh Tư Thùy Nguyễn hôm nay xin kính chào quý bác, chú, cô và tất cả anh chị em. Sau đây, tứ ca Anh Tư Thùy Nguyễn xin trình bày ca khúc Phải Lên Tiếng, tác giả Anh Bằng, và xin kính mời. Yeah, some guy.